Xin chào tất cả các bác và các anh em. Buổi tối hôm nay thì em có làm chiếc bằng số siêu T3 của chú em Hậu Giang gửi đến căn chỉnh. Thì chú này có nói chuyện rằng là nó đang có cái vấn đề là lúc mất nhạc, lúc mất mic. Thì buổi tối hôm nay em vừa căn chỉnh, vừa hát, vừa nghe nhạc thì em lại cảm nhận một điều như này. Là khi mà chúng ta làm effect tốt ấy, là chúng ta sẽ gửi được cái tình của chúng ta vào cái lời bài hát khi chúng ta hát. Mà cái mấu chốt khi làm vang số là chúng ta phải gửi được cái hồn khi mà chúng ta hát vào vang số. Thế cho nên rằng là nếu như làm effect không tốt ấy, thì chúng ta hát cảm thấy nó rất là chán. Bởi vì em cũng đã nghe hát và hát rất là nhiều rồi. Thế cho nên rằng là hàng ngày ngồi bên vang số vừa nghe vừa hát thì em hát rất nhiều. Nhưng mà nếu như mà chúng ta làm cái effect không tốt ấy, thì không thể hát được đâu. Bởi vì ở lứa tuổi ngoài 50 ấy, suốt ngày nghe nhạc và hát. Thế nhưng mà nó là thuộc về nghề nghiệp rồi. Thứ hai nữa là hát để mà cảm nhận về cái vấn đề mà cái độ nhuần nhuyễn của phần effect. Nếu chúng ta làm effect không tốt ý, thì chúng ta hát cảm thấy nó rất là chán. Thì là tối nay thì em cũng vừa test chiếc vang số siêu T3, vừa là hát thử để xem là cái vấn đề mà nhạc mic như thế nào. Thì bây giờ sẽ hát một cái bài trữ tình này. Nếu như chúng ta mà làm cái effect nó lệch lạc ấy thì nó không gửi được cái tình mà khi chúng ta hát vào cái bộ dàn karaoke đâu. Giả dụ như bây giờ là cái reverb này chẳng hạn nhá, đang 31 này. Bây giờ lên nhiều khi các bác anh em thích reverb tăng đại đại lên này. 1 1 2 6 1 1 2 6 6 6. Không phải cái việc mà chúng ta tăng reverb mà nó dễ hát đâu, hoặc thích gì vào tăng gì vào mà giảm bé cho đâu, mà đây nó là một cái sự pha trộn để có một cái chất âm effect mà nó mềm mại tình cảm nhất. Cho nên rằng là khi mà em làm ấy thì rất chú trọng vấn đề effect, thì khi các bác anh em sử dụng thì các bác anh em sẽ dễ nghe, dễ dùng hơn.
Phật đản còn gì đẹp bằng lòng ta dùng cầu mong cho đêm đời cũng nguyện ta cùng đời là đường mãi mãi gần đây. Nhiều lần chung bên nhau ta cùng quên đi chuyện năm xưa, em tin chẳng em thương em nhớ em tất cả lại em, còn gì đẹp bằng lúc ta xuân về. Cầu mong sao điều em đôi ước nguyện cả cuộc đời là được mãi mãi gần em. Thì buổi tối các em vừa cài chiếc băng số su T3, vừa là thử xem là cái phần nhạc phần mic nó có trục trặc hay không, và cũng chia sẻ các bác anh em về cái vấn đề là làm cái tình ở trên một chiếc văng số, để các anh em có thể là cảm nhận được là vấn đề mà làm effect thì nó quyết định nó như thế nào ở trên một chiếc văng số khi chúng ta cài đặt.